cháy lớn ở Bình Dương. Cửa hàng xe máy tiền tỷ bị thiêu rụi, ngọn lửa bất ngờ bùng phát dữ dội, thiêu rụi hoàn toàn một cửa hàng bán xe máy nằm trên mặt tiền đường ở Bình Dương. Sau đó cháy lan sang bên cạnh. Vụ cháy xảy ra khoảng 6 giờ sáng nay ngày 14 tháng 1 trên đường 22 tháng 12, phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Thông tin ban đầu, vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 6 giờ 20 phút sáng cùng ngày. Lúc này, người dân phát hiện đám cháy bốc lên từ cửa hàng xe máy. Người dân và chủ cửa hàng xe máy cố gắng dập lửa nhưng bất thành nên báo lực lượng phòng cháy chữa cháy. Thời điểm trên, ngọn lửa bất ngờ bùng phát từ trong cửa hàng, sau đó bao trùm toàn bộ căn nhà. Ít phút sau, lửa tiếp tục cháy lan sang cửa hàng bán giày dép bên cạnh. Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã điều động khoảng 5 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa. Đến 7 giờ 30 phút, lực lượng phòng cháy chữa cháy tỉnh Bình Dương đã khống chế được vụ hỏa hoạn xảy ra tại hai căn nhà kinh doanh buôn bán. Tại hiện trường, cửa hàng bán xe máy rộng hơn 200m² bị thiêu rụi, đổ sập, nhiều xe máy bị cháy trơ khung. Cửa hàng giày một phần mái tôn bị đổ sập. Vụ hỏa hoạn không gây thương vong về người nhưng khiến toàn bộ tài sản bên trong của hai cửa hàng bị thiêu rụi hoàn toàn. Ước tính tài sản bị thiệt hại lên đến hàng tỷ đồng. Giao thông qua khu vực này rất hỗn loạn. Trước đó vào ngày 11 tháng 1, cửa hàng tạp hóa ở Sài Gòn bất ngờ cháy lớn trong đêm khiến hai bà cháu bị bỏng nặng. Chiều ngày 11 tháng 1, Công an quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang phong tỏa, khám nghiệm trường vụ cháy lớn tại hẻm 964 Hương Lộ 2, phường Bình Trị Đông A. Hơn 2 giờ sáng cùng ngày, người dân phát hiện căn nhà trọ làm cửa hàng tạp hóa nằm tại hẻm 964 đường Hương Lộ 2 phát hỏa. Khi mọi người chạy đến ứng cứu thì có người bên trong tiệm tạp hóa bung cửa thoát ra ngoài. Vụ cháy khiến hai người bị bỏng và nhiều tài sản bị hư hỏng. Nạn nhân là người phụ nữ 56 tuổi và cháu trai 10 tuổi. Hiện cả hai đang được chữa trị tại bệnh viện.